Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc thứ ba ngày 6 tháng 2 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung chính. Những chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động ngành than về quê đón Tết. Các vùng trồng hoa phấn khởi vì được mùa lại được giá. Tăng cường tuyên truyền, siết chặt kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, công ty than Hòn Gai tại Quảng Ninh vừa tổ chức 37 chuyến xe miễn phí đưa công nhân và gia đình về quê đón Tết. Mỗi chuyến xe lăn bánh sẽ trở thêm bao niềm vui của những người công nhân lao động xa quê về đoàn tụ bên gia đình, đón xuân đầm ấm và sẵn sàng cho một năm mới nhiều thắng lợi mới. Từ sáng sớm, hơn 1.600 công nhân lao động công ty than Hòn Gai cùng người thân phấn khởi, rộn ràng tập trung tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật để lên xe về quê đón Tết. 37 chuyến xe miễn phí đưa công nhân và gia đình về quê tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai đã trở thành nét đẹp truyền thống từ nhiều năm nay của công ty than Hòn Gai và ngành than, thể hiện sự quan tâm chăm lo người lao động. Năm nào cũng được công ty bố trí cho công nhân lao động và người thân cùng gia đình về quê ăn Tết. Cảm giác của tôi là công đoàn công ty tạo điều kiện chăm sóc đến cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty rất là chu đáo và cẩn thận. Chắc chắn là khi công đoàn công ty và than Hòn Gai được quan tâm đến đời sống anh em công nhân thì mình sẽ gắn bó đến khi nào mình về hưu. Cảm thấy rất là vui, rất là xúc động khi hôm nay cũng là lần đầu tiên đi xe công ty đưa về quê, thì cảm giác đầu tiên là ra đây thấy mọi người rất là háo hức và cũng rất cảm ơn công ty là đã tạo điều kiện cho anh em công nhân chúng tôi được đưa đón về quê ăn Tết để đảm bảo vì ngày Tết rất là đông, có được chuyến xe như thế này mọi người đi rất thoải mái. Nhằm động viên khích lệ công nhân, lao động, lãnh đạo công ty than Hòn Gai cũng đã đến sớm để lì xì chúc mừng năm mới tới những người thợ mỏ và người thân, gia đình. Năm 2023 chúng tôi xác định là thành công. Rất nhiều những cái chỉ tiêu sản xuất kinh tế vượt kế hoạch. Chính vì thế để có một điều kiện chăm lo tốt cho người lao động. Ngoài các chế độ Tết cho người lao động năm nay cũng tăng hơn so với năm 2023. Ngoài ra thì chúng tôi còn dành rất nhiều những phúc lợi để thăm hỏi các gia đình khó khăn, gia đình chính sách và các công nhân xuất sắc và tổ chức các chương trình như Tết thợ mỏ cho người lao động. Và ngoài ra thì đây là một cái truyền thống là chúng tôi năm nay bố trí 37 chuyến xe để đưa tất cả các cán bộ công nhân viên và người thân về quê. Và chúng tôi sẽ đón ra vào ngày mùng 5 Tết. Và các cái tổ chức đoàn thể trong công ty hôm nay là chuẩn bị rất là chu đáo. Dịp Tết năm nay, các đơn vị ngành than bố trí trên 300 chuyến xe ô tô, đưa đón khoảng 12.000 công nhân và người thân về quê và đón trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ngành than cũng quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc diện chính sách, với mục tiêu mọi người lao động đều có Tết, sẵn sàng cho một năm mới lao động sản xuất, đạt nhiều thành công mới. Thiết thực quan tâm tới người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Mới đây, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức chương trình chuyến xe sum vầy chuyên chở những bệnh nhân ung thư trở về nhà miễn phí sau khi hoàn thành đợt điều trị tại bệnh viện. Đây vừa là sự chăm lo dành cho mỗi bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ, vừa là món quà nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho những người bệnh tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Ngày Tết này thì ra đón xe rất là vất vả. Đến hôm nay thì là được đi cái chuyến xe như thế này. Nói chung là tôi cũng cảm thấy mừng và phấn khởi. Thì bệnh viện quan tâm cho đưa chúng tôi về tận quê, hỗ trợ cho chúng tôi rất là phấn khởi. Và cũng chỉ biết lời cảm ơn.
Tết Nguyên đán đang cận kề, ngày Tết cũng là dịp để đoàn tụ quây quần bên gia đình người thân. Tuy nhiên tại các cơ sở y tế vẫn luôn có những người bệnh không may phải điều trị trong dịp này. Để chia sẻ với những bệnh nhân phải ở lại viện dịp Tết, bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm thăm tặng quà chúc Tết tới gần 190 người bệnh. Những món quà được trao tận tay người bệnh cũng là những lời chúc sức khỏe, bình an cho năm mới. Và cứ đến dịp Tết Nguyên đán thì bệnh viện có rất nhiều những cái chương trình và những kế hoạch để dành tặng cho người bệnh và để chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh. Về năm nay thì bệnh viện cũng đã chuẩn bị các công tác củng cố thêm công tác hậu cần cho bệnh nhân, triển khai hiến máu nhân đạo để kịp thời cung cấp máu đến người bệnh khi cần thiết trong dịp Tết. Trong dịp Tết, 100% các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cũng sẽ thực hiện trực 4 cấp, đảm bảo tiếp nhận cấp cứu và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Hôm qua, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông xe nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 với đường cao tốc ô tô Hà Nội - Hải Phòng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây là công trình giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây và Tây Nam của tỉnh Hải Dương với mạng lưới đường ô tô cao tốc quốc gia. Dự án được triển khai theo phương thức xã hội hóa do công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát tài trợ bằng sản phẩm với tổng mức đầu tư khoảng 321 tỷ đồng. Cùng với sự ủng hộ hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành địa phương liên quan, công trình đã hoàn thành các hạng mục đáp ứng được tiến độ chất lượng đề ra. Để phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, siết chặt kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân sắp tới. Để đáp ứng nhu cầu lớn về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân, các doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ thị trường. Cận Tết, mỗi ngày có hàng chục nghìn tấn thực phẩm được nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, chủ yếu là các mặt hàng củ quả tươi và một số hàng thực phẩm khô. Để ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng xâm nhập vào thị trường, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 7 đã tăng cường nhân lực kiểm tra tại các cửa khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong cả nước. Bố trí cán bộ tại các cửa khẩu trực xuyên trưa, tăng cường cái công tác kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu, đồng thời cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên các cái cửa khẩu của Lạng Sơn để đáp ứng được cái yêu cầu về chất lượng cũng như là an toàn đối với cái hoa quả nhập khẩu. Không chỉ siết chặt kiểm soát từ biên giới, trong nội địa công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng được tăng cường. Hơn 200 đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở đã được thành lập, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Qua kiểm tra, đã phát hiện 45 cơ sở vi phạm, chiếm trên 17% tổng số cơ sở được kiểm tra, chủ yếu vi phạm các lỗi như hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các ngành chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như các kiến thức trong lựa chọn bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Trong đó, chú trọng địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời ngăn chặn kiên quyết không để thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng xâm nhập vào thị trường, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần trang bị cho mình những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, trở thành những người tiêu dùng thông thái. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh, phân phối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp trong dịp Tết. Cụ thể, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung,
thực hiện việc dự trữ xăng dầu phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường. Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên. Chú trọng chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán này. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, trên mạng xã hội nhiều người đang bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên, theo quy định, người dân là cá nhân thì không được phép kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 137 của Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán, các thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Còn với người dân, trong dịp này chỉ được sử dụng pháo hoa. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam FASEP cho biết, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ năm ngoái đạt 271 triệu đô la Mỹ, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Tuy giảm mạnh, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ cá tra Việt lớn thứ hai sau Trung Quốc. 10 tháng đầu năm 2023, Mỹ nhập khẩu hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ cá thịt trắng từ thế giới, chủ yếu là các sản phẩm phi lê đông lạnh. Trong đó, số lượng nhập từ Việt Nam chiếm 19% thị phần. Theo FASEP, giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Mỹ đang từng bước khả quan hơn vào tháng cuối cùng của năm ngoái, giúp bù đắp phần nào sự suy giảm diễn ra trước đó. Thưa quý vị và các bạn, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh hiện còn có nhiều gia đình dựa vào biển để mưu sinh qua nhiều thế hệ. Những ngày cuối năm này, nhiều con tàu ra khơi để đánh bắt đang nối đuôi nhau trở về bến đậu, và những người ngư dân đang háo hức để trở về bên gia đình thân yêu, đón một cái Tết đầm ấm đủ đầy sau một năm lao động vất vả. Anh Lê Quý Trọng, thôn Cái Tó, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà là một ngư dân đã có hơn 30 năm bám biển. Trở về bờ sau chuyến ra khơi đánh bắt cuối năm, anh cùng các ngư dân khác tất bật dọn dẹp, vệ sinh và neo tàu vào bến đậu. Năm qua, nhiều tàu đánh bắt xa bờ của xã Đường Hoa bội thu, sản lượng khai thác cả xã ước đạt 6.251 tấn. Nhưng điều phấn khởi nhất là bà con đã nhanh chóng thích nghi, tuân thủ nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU. Trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, sau mỗi chuyến ra khơi thắng lợi, luôn là niềm hạnh phúc không gì đo đếm được. Lúc đầu năm thì chúng tôi làm ăn, chung là cũng rất là suôn sẻ và chuyến nào cũng có nguồn thu nhập tương đối ổn định. Khi mà tuyên truyền cái IUU thì bà con cũng bỡ ngỡ. Thế rồi sau đấy ra thì chúng tôi cũng thích nghi được với cái chỉ thị mới, chúng tôi cũng thực hiện và bảo vệ môi trường. Hơn 80% người dân xã Đường Hoa hiện nay hoạt động sản xuất, nông lâm, ngư nghiệp. Trong đó tổng số phương tiện đánh bắt khai thác thủy hải sản là 327 chiếc. Xã cũng có 2 cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài đến dưới 24 mét. Trong năm 2024, chính quyền và nhân dân xã Đường Hoa sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó ngư nghiệp là lĩnh vực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chúng tôi là sẽ tiếp tục là tuyên truyền nhân dân, tiếp tục là đầu tư kinh phí để đóng mới những tàu lớn để vươn khơi đánh bắt hải sản, để thứ nhất là phát triển kinh tế, thứ hai là bảo vệ vùng biển của đất nước. Cũng như ở nhiều địa phương ven biển khác, đình làng là điểm tựa tinh thần nơi những người ngư dân Đường Hoa đến dâng hương trước khi ra khơi và trở về bình an. Những sinh hoạt tín ngưỡng của bao thế hệ cư dân diễn ra trong không gian thiêng này đã tạo nên nguồn nội sinh mạnh mẽ, cố kết cộng đồng. Đó là khát vọng nhà nhà ra khơi thuận buồm xuôi gió, ước mong trời yên biển lặng, biển cho khoang cá đầy. Đây là ngôi đình gọi là truyền thống từ mấy trăm năm nay để lại. Cái ngôi đình này nó gắn liền với cái cuộc sống của bà con nhân dân, ngư dân, sông rộng biển dài. Thì dân dân ta thì cứ gọi là đi đến đâu thì cũng nhớ về cội nguồn để nhờ các ngài che chở phù hộ cho. Những gia đình ngư dân sau một năm đoàn kết vươn khơi bám biển, cùng quây quần, ôn lại kỷ niệm những chuyến đi năm cũ, nhắc nhớ những thương mong, lo lắng của người ở hậu phương,
Tất cả đều mong chờ một mùa ra khơi mới, bình an, may mắn. Để phục vụ nhu cầu chơi hoa cây cảnh Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những ngày cận Tết, người trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hối hả chăm sóc thu hoạch, đáp ứng thị trường dịp này. Gia đình chị Nguyễn Thị Dung, thôn Đình, xã Tiền An có trên 2.000m2 trồng hoa. Vào dịp Tết này, gia đình chị phục vụ chủ yếu các loại hoa truyền thống với 3,5 vạn cây hoa dơn và 5 vạn cây hoa cúc. Thời tiết năm nay là cũng ủng hộ rất nhiều, mà đẹp. Mà nếu mà so với năm ngoái, năm nay thời tiết là thuận hơn năm ngoái, hoa là vào trúng Tết. Gia đình cũng đốt điện, xong rồi cũng tính ngày rồi cũng cắt điện thời gian, rồi cũng chăm sóc rồi cũng có kỹ thuật một tí. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn thị xã Quảng Yên cũng đã chủ động áp dụng kỹ thuật trồng một số loại hoa, cây cảnh trong nhà màng nhà lưới. Các loại hoa cây cảnh sinh trưởng phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mọi năm là nhà mình chỉ trồng cúc và với số lượng là trồng rất là nhiều, trồng hết một cái diện tích như này khoảng 2-3 sào. Thế nhưng mà năm nay là có dự tính là mình trồng thí điểm năm đầu tiên, trồng 1.000 cây giống đi hạ giống xuống thì 1.000 cây và sẽ ước tính là thu hoạch được đủ 1.000 cây. Vì lý do là mình trồng cũng không kịp thời vụ. Nên là một năm đợt này sẽ được thu hoạch đấy, thì ước tính là sẽ bán được với giá 35 và 40 nghìn một cây. Diện tích trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thị xã Quảng Yên khoảng trên 45 ha, tập trung ở các địa phương như xã Tiền An, phường Yên Giang, Minh Thành. Dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 90 vạn cành hoa cúc, 7 vạn hoa dơn cùng nhiều loại hoa cây cảnh khác. So với thời tiết năm ngoái thì năm nay thời tiết và cái dịp cuối năm này thì nó lạnh hơn. Thì đây cũng là một cái thời tiết mà thuận lợi. Thì khác với các năm khác thì nó ấm, nhưng năm nay lạnh như này thì một số hoa sẽ cho ra cái dịp Tết để phục vụ Tết. Với việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, vụ hoa Tết năm nay bội thu, đem lại sự phấn khởi cho người trồng hoa Quảng Yên. Nhờ thời tiết thuận lợi, mở rộng thị trường tiêu thụ, vụ đào Tết năm nay những người trồng đào ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng phấn khởi vì được mùa. Theo chia sẻ của bà con nông dân thì mỗi sào trồng đào đem lại thu nhập từ 20 đến 50 triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với cây lúa trồng rau màu. Những ngày này, vùng trồng đào cảnh rộng lớn ở các thôn Xuân Hùng và Bắc Hạ 2, xã Hùng Tiến tràn ngập sắc xuân. Những vườn đào san sát trải dài, rực rỡ màu hồng phai đặc trưng, khách đến mua bán nhộn nhịp. Theo chủ các vườn đào, lượng tiêu thụ năm nay ổn định cả về giá và số lượng. Gia đình cũng trồng đào được 22 đến 23 năm rồi. Thế diện tích mà nó cấy lúa đấy thì nó không được thành đạt, nên là có cái muốn hướng chuyển đổi sang cây trồng cây có cái nguồn kinh tế cao. Thì gia đình cũng mạnh dạn đầu tư đưa cây giống về trồng rồi phát triển, thế kinh tế nó cao rồi bà cùng bà con trong dân làng thì cũng mạnh dạn làm cùng. Nên ngày nay vùng đào cảnh của thôn Xuân Hùng, xã Ông Tiến cũng rất là phát triển. Đến nay, xã có gần 10 hectare diện tích trồng đào cảnh, phục vụ dịp Tết Nguyên đán với gần 100 hộ làm nghề, chủ yếu tập trung tại các cánh đồng ở thôn Xuân Hùng và Bắc Hạ 2, với hai loại đào cảnh chủ lực là đào cổ thụ ghép mắt và đào phai từ 3 đến 5 năm tuổi trở lên. Để so với các cây trồng khác thì là nó giá trị rất là cao. Đối với vùng đào của chúng tôi là mỗi năm đến dịp Tết là thu hoạch đạt trên dưới chục tỷ đồng, trên một diện tích trồng nó chỉ có dưới 10 ha mà chúng tôi thu hoạch được như thế là chúng tôi thấy là cái trồng đào là mang lại kinh tế rất là cao cho người nông dân. Thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, địa phương sẽ tạo điều kiện giúp bà con mở rộng diện tích trồng đào, đồng thời tăng cường kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ, giúp đỡ các hộ làm nghề tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, góp phần vươn lên làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương. Bản tin Chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.